Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Hùng Crypto. Thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo AROP đến từ cái dự án Coronopath. Thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ AROP để chúng ta cùng nhau ăn chia tổng pool cho cái dự án này là 2,5 triệu cái token CPATH nhé, sắp xỉ 10.000 đô. Đấy là một cái kèo cực kỳ là khủng. Và chúng ta sẽ làm nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhận được 1.000 cái token CPATH sắp xỉ 4 đô. Đó, và sẽ có top giới thiệu thì cái này thì các bạn là giới thiệu nhiều thì chúng ta sẽ tham gia vào cái danh sách 50 người giới thiệu nhiều nhất thì nhận ăn chia 500.000 cái token CPATH sắp xỉ 2.000 đô. Vâng, ok thì xin mời các bạn hãy bấm nút start để chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ AROP nhé. Thì ở đây thì các bạn hãy làm cái phép tính, sau đó thì các bạn điền kết quả ở bên dưới. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Group. Tiếp theo chúng ta join vào nhóm Telegram Channel. Rồi chúng ta follow Twitter và post lại bài nhé. Ở đây các bạn bấm theo dõi cho mình. Tiếp theo các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều. Rồi sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo. Ở đây thì cái nhiệm vụ này thì mình đã làm rồi. Thì ở đây thì mình sẽ không đây yêu cầu mình là chia sẻ cái bài này. Đó, và tag 3 người bạn nhé. Thì tí nữa mình sẽ làm xong. Rồi tiếp theo là follow kèo AROP. Thì ở đây thì mình đã follow rồi nhé, mình sẽ không follow nữa nhé các bạn. Thì đây chúng ta chỉ cần bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều thôi. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta join vào nhóm Telegram, nhà phân phối kèo AROP. Ở đây thì mình đã join rồi, thì mình không join nữa. Tiếp theo các bạn bấm submit cho mình. Ở đây thì các bạn điền địa chỉ email. Tiếp theo thì yêu cầu mình gửi đến cái địa chỉ Twitter nhé, thì các bạn khởi động lại cái app Twitter cho mình. Các bạn bấm vào avatar này, các bạn bấm vào hồ sơ, và tiếp theo các bạn bấm vào ba chấm ở đây, và các bạn bấm vào vào cái nút chia sẻ này, chúng ta sao chép cái link trang cá nhân Twitter nhé. Đó, các bạn dán vào đây. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ, đó là chúng ta sẽ đặt cái hashtag này. Thì các bạn copy cái này cho mình nhé. Đó, các bạn copy cái này cho mình. Là tăng cái username của cái dự án này và đặt hashtag của những cái từ này. Chúng ta sẽ copy rồi, sau đó các bạn bấm vào đây. Đó, các bạn bấm tim này. Sau đó thì các bạn bấm đây, chúng ta sẽ bấm trích dẫn lại nhé. Bạn dán cho mình những cái thông tin này vào. Thế thôi, sau đó các bạn bấm trả lời. Rồi các bạn khởi động lại cái app Twitter cho mình. Các bạn bấm vào avatar, còn bấm hồ sơ. Rồi, ở đây thì các bạn bấm vào cái phần dây này cho mình. Ở đây chúng ta bấm vào cái nút chia sẻ này, chúng ta sao chép liên kết. Rồi, sau đó các bạn quay trở lại nhiệm vụ nhé. Thì chúng ta dán cái link nhiệm vụ vào đây thôi. Rồi, tiếp theo thì ở đây hỏi mình đã join vào nhóm này chưa. Join rồi thì bấm nhiết. Và ở đây mình cũng bấm nhiết. Yêu cầu mình gửi địa chỉ ví BEP 20 SmartChain thì các bạn có thể lấy trên cái ví Trustwallet hoặc là MetaMask đều được nhé. Thì trên cái ví Trust thì các bạn lấy cho mình cái đồng BNB đây này. Chúng ta sao chép cái địa chỉ ví này, các bạn dán vào. Rồi như vậy là đã xong nhé, các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm vào đây cho mình. Ở đây thì sau khi làm xong nhiệm vụ thì bạn sẽ nhận được 1.000 cái token CPATH. Và các bạn copy cho mình cái link này, chia sẻ cho bạn bè. Thì nó sẽ có những cái lượt giới thiệu nhiều nhất thì các bạn sẽ nhận được nhiều cái token này. Ok thì cái video chia sẻ cái kèo AROP nhận miễn phí cái token CPATH này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nhé.